19 câu hỏi, phải liên tục tự chất vấn bản thân mình. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Tuổi đời của chúng ta nên đo đếm bằng số năm ta sống hay bằng sự trưởng thành? Bạn có phá vỡ nguyên tắc của mình để giữ người mà bạn yêu thương? Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn? Nếu có thể dành tặng một đứa bé sơ sinh một lời khuyên duy nhất về cuộc sống, bạn sẽ nói điều gì? Bạn có cố níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn nên để nó ra đi hay không? Quay ngược trí nhớ của bạn về 5 năm trước, liệu bạn có còn nhớ điều gì từng khiến bạn cực kỳ buồn bã? Và trở về hiện tại, đối với bạn, nó có còn là vấn đề nữa không? Tại sao bạn trở thành con người bạn bây giờ? Lần cuối cùng, bạn ngồi một mình trong bóng tối với một chút ánh sáng nhẹ để suy nghĩ về những điều bản thân thật sự tin tưởng là từ bao giờ? Sống và tồn tại khác nhau như thế nào? Nếu cuộc sống đã quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta còn làm những điều mình không thích, trong khi ngồi mơ mộng về những điều mình thích mà không làm? Điều gì sau đây tồi tệ hơn, cố gắng rồi thất bại hay chưa bao giờ chịu cố gắng? Nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40, hãy sống 40 năm cho ra sống. Bạn có đang làm điều mình tin tưởng hay chỉ đang ép bản thân tin vào những điều đang làm? Bạn từng biết ơn điều gì nhất trong cuộc đời mình? Lần gần đây nhất, bạn cảm thấy mình sống hết mình với những niềm đam mê là khi nào? Khi nào bạn ngừng tính toán thiệt hơn để không ngần ngại tiến về phía trước và làm mọi điều bạn cho là đúng? Nếu bạn biết được rằng tất cả những người bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn muốn đi thăm ai lần cuối cùng? Đã bao giờ bạn cùng một ai đó đi dạo trong im lặng và bạn cảm thấy dường như bạn vừa có một cuộc nói chuyện tuyệt vời nhất không? Lần gần đây nhất bạn ăn cơm với ba mẹ là khi nào?